nào cũng là một thị trường du học rất là nóng của các bạn sinh viên, thì các bạn lúc nào cũng muốn được một lần đặt chân tới đất này để mà có thể tiếp xúc được với cái nền giáo dục là bậc nhất của thế giới. Thì Tân Đại Dương với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch Mỹ, cũng như là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường tại các bang của Mỹ, thì hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn là du học Mỹ, trường Kansas State University. Thì đại học bang Kansas tên tiếng Anh là Kansas State University, thường được gọi viết tắt là K-State, nằm tại Manhattan, Kansas, Hoa Kỳ. Thì trường K-State là trường đại học công lập lâu đời nhất của bang Kansas, với tổng số sinh viên lên đến 23.588 trong cái kỳ thu năm 2011. Thì trong lần đánh giá mới đây nhất của tạp chí Review, thì K-State tiếp tục lọt vào danh sách 377 trường đại học tốt nhất Hoa Kỳ, chỉ có 15% trong tổng số 2.500 các trường đại học được công nhận bởi tạp chí này. Thì theo kết quả khảo sát sinh viên thì K-State đứng thứ 2 về quy mô của các trường, của các trung tâm dạy học và quan hệ cộng đồng, thứ 4 về chất lượng cuộc sống và thứ 8 về mức độ hài lòng của sinh viên, và thứ 12 về trường đại học hiện đang hoạt động tốt nhất, và thứ 13 về mức độ yêu mến của sinh viên, và thứ 14 của bộ môn đua ngựa, và thứ 16 về trường có nhiều học sinh theo tôn giáo. Thì từ năm 1987 thì K-State đứng đầu cả nước về số lượng sinh viên giành học bổng như là Rhodes hoặc là Marshall Truman hay là Ron Water và Gildon, với tổng số 124 giải thưởng. Thì cấp đại học có hơn 250 chuyên ngành cấp bằng cử nhân, cấp sau đại học với 65 chuyên ngành cấp bằng thạc sĩ, thì 45 chương trình cấp bằng tiến sĩ. Thì ngoài ra trường hiện đang có 34 chương trình cấp chứng chỉ ở các cấp khác nhau. Về chương trình đào tạo của trường, trường đào tạo nhiều cấp học với nhiều chuyên ngành như là cấp đại học có hơn 250 ngành cho cấp đại học với nhiều phương thức lựa chọn đa dạng. Cấp cao học, trường cao học đào tạo là 65 ngành cấp thạc sĩ, 45 chuyên ngành tiến sĩ và 22 chứng chỉ cao học đa ngành. Thì chuyên sinh viên có hơn 23.800 sinh viên đến từ tất cả 50 bang của Hoa Kỳ và hơn 90 quốc gia trên thế giới. Chính trường đại học thành viên của Đại học Kansas trong các lĩnh vực như là nông nghiệp, kiến trúc, thiết kế, lập đồ án hay là khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, quản trị kinh doanh, kỹ thuật, khoa học con người, công nghệ và hàng không hay là thú y. Thì khóa sau đại học của trường đào tạo gần 100 chương trình thạc sĩ và có gần 50 chương trình tiến sĩ. Năm 1991 thì Học viện Kỹ thuật bang Kansas tại Salina, về cái ký túc xá cũng như là điều kiện ăn ở của học sinh, đó là hầu hết các ký túc xá đều có phòng đôi, phòng máy lạnh và phòng giặt. Thì giá phòng bao gồm là bữa ăn một ngày trừ các buổi tối chủ nhật, thì ở ký túc xá bạn hay gặp gỡ những người bạn ở Mỹ, thực hành nói tiếng Anh hay là tham gia các bữa tiệc và các môn thể thao. Thì bạn cũng có thể làm đơn sinh sống trong các căn hộ của trường ở chung cư Sardin, hay là bạn có thể chọn phòng một giường hoặc là hai giường, có thể là không có đồ đạc. Ở Sardin có một số khu vui chơi và khoảng sân rộng cho trẻ em. Về điều kiện đầu vào của trường thì nếu bạn đặt yêu cầu về điểm trung bình cả năm, bạn sẽ được nhận vào trường mà không cần đọc điểm kiểm tra tiếng Anh. Khi bạn đến trường, bạn sẽ phải làm bài kiểm tra tiếng Anh. Kết quả bài kiểm tra sẽ quyết định lớp tiếng Anh của bạn, hoặc bạn phải học toàn khóa học. Bạn chỉ cần học lớp cao cấp bán thời gian hoặc trình độ tiếng Anh của bạn đã đủ để bắt đầu các lớp ở đại học. Thì học phí năm 2013 được cập nhật bởi Tân Đại Dương, đó là phí apply không hoàn trả là $80. Thì về học phí thì một năm có 15 tín chỉ, thì ở Manhattan Campus thì mùi vô khoảng gần $15,000 và Salina Campus thì khoảng 14,000. Thì về chương trình tiếng Anh thì có là $9,620 Singapore. Về phí sinh hoạt thì ở trung bình từ 9,000, thì tiếng Anh cũng là học phí 9,000, thì chi phí sinh hoạt là 1,000, về tiếng Anh là 7,000. Còn tổng cộng tính ra đối với chương trình ở hai campus là Manhattan thì học phí các bạn có thể chuẩn bị đó là 25,000, và Salina campus thì khoảng 24,000, còn chương trình tiếng Anh thì có thể là 19,320. Về các kỳ nhập học thì các kỳ giảng trong năm thì kỳ thu thì từ tháng 8 đến tháng 12, và kỳ xuân thì từ tháng 1 đến tháng 5, và kỳ hè từ tháng 6 đến tháng 7.
và các bạn hãy liên hệ với các chuyên viên của Trung Đại Dương để được hướng dẫn chi tiết hơn qua hotline là 3848 4879 hoặc truy cập vào website tundaiduong.edu.vn.